Thưa quý vị, phiên họp thường kỳ tháng 8 đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 8 tháng và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được tổ chức chiều nay 4 tháng 9 dưới sự chủ trì của ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, tháng 8, dịch bệnh COVID-19 quay trở lại diễn biến phức tạp, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt triển khai nhiệm vụ kép, vừa đẩy mạnh công tác phòng dịch, vừa giảm thiểu tác động của COVID-19. Nhờ vậy, trong số 7 chỉ tiêu kinh tế của tỉnh có 5 chỉ tiêu tăng nhẹ. Các chỉ tiêu kinh tế tăng nhẹ trong tháng 8 là giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí, giá trị sản xuất nông nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu, chỉ số giá tiêu dùng CPI. Hai chỉ tiêu giảm là doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải. Cũng do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 nên thu ngân sách của tỉnh 8 tháng chỉ thực hiện được 52.435 tỷ đồng, giảm 12,2% so với cùng kỳ. Về đầu tư công, tổng giá trị giải ngân của tỉnh đến ngày 31 tháng 8 đạt 31,37% tổng kế hoạch vốn năm 2020, tăng thêm 8,81% so với tháng 7 năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo an toàn nghiêm túc. Đến cuối tháng 8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 37 ca nhiễm COVID-19. Tất cả các trường hợp nhiễm COVID-19 đều nhập cảnh từ nước ngoài trở về và cách ly tập trung tại tỉnh. Trong đó đã điều trị khỏi và xuất viện 26 ca, còn lại 11 ca đang điều trị. Tại phiên họp thường kỳ tháng 8 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư đã giải trình nguyên nhân điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 và thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm. Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong đầu tư công do đền bù giải phóng mặt bằng. Một số địa phương có thế mạnh về du lịch thì bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thu ngân sách địa phương giảm mạnh. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận nỗ lực của các cấp, các ngành, đơn vị địa phương trong thực hiện nhiệm vụ kép và nhấn mạnh những tháng còn lại của năm, các ngành và địa phương tăng tốc hơn nữa hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh. Ở công thương này, các đồng chí phải xây dựng là cái kích cầu về tiêu dùng, Sở Du lịch phải báo cáo cho Tổng cục Du lịch. Tổng cục Du lịch biết là tình hình chúng ta đã giãn cách xã hội rồi. Ban quản lý khu công nghiệp phải chủ động. Nếu mà các nhà đầu tư, các doanh nghiệp người ta qua, người ta yêu cầu mình để mà làm sao để tạo điều kiện cho các chuyên gia và chủ doanh nghiệp người ta qua đây ta làm việc, thì mình phải có người hướng dẫn người ta. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu từng cấp ngành địa phương nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 song song với phát triển kinh tế xã hội và trước mắt là chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới.